Để bo mẹ vô cái này. Hello, mình Trung Chino Aisamat. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay lễ mình chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục ngày thứ hai đi qua biển Lạc các bạn ơi. Hôm nay lại trời hửng nắng rồi. Hai ngày nó áp thấp chưa các bạn. Trời nó âm u âm u mết, mình không có đi kiếm ong được. Hôm nay bắt đầu lại tiếp tục hành trình đi kiếm tiền các bạn ơi. Giờ mình bắt đầu chuẩn bị lên đám trạm đầu tiên nhé các bạn. Lên xem khu vực này có ong không các bạn ơi. Đi phải đi kiếm lúa đấy các bạn ơi, chứ ở nhà đói nhăn răng luôn mà. Lễ mà các người ta ở nhà ăn chơi không mà mình vẫn phải đi kiếm tiền các bạn ơi. Rồi các bạn của mình đi kiếm ong nha. Đây là cái đám trạm đầu tiên của mình nhé các bạn. Đây các bạn ơi, mình phát hiện tổ đầu tiên các bạn ơi. Wow, tổ đã các bạn. Mặt chán lỗ đấy nhé các bạn. Khủng khiếp luôn á. Mình tiến hành cắt xuống cho các bạn xem nhé. Rất là tuyệt vời rồi. Wow, một phê cảnh các bạn ơi. Đây các bạn ơi, mình lấy tổ ong xuống các bạn ơi. Wow, tổ VIP các bạn ơi. Khổng lồ luôn. Tổ này là siêu to khổng lồ nhé các bạn. Trời ơi, nhìn giá chiến luôn các bạn. Wow, mật quá VIP luôn rồi. Bít nắp hết luôn các bạn. Tổ trắng luôn nhé các bạn. Rồi, mình tiến hành lấy mật rồi tiến hành đi tiếp nhé các bạn. Các bạn của mình đi tiếp nha. Đây các bạn ơi, trên đây mình phát hiện một tổ ong ruồi nhé các bạn. Nằm trên cái chảo này các bạn. Thế này cũng cái có mật nhé các bạn. Thế thì mình lên bắt cho các bạn xem nhé. Ủa, mật này. Mật tuyệt vời các bạn ơi. Ồ. Đây áp luôn các bạn ơi. Mật quá đã các bạn. Đây các bạn ơi, mình lấy tổ ong xuống rồi. Bật chưa? Chờ phủ nắp đấy các bạn ơi. Tổ nhỏ nhỏ mà mật quá là tuyệt vời nhé các bạn. Rồi, mình tiến hành lấy mật đi tiếp nhé các bạn. Bữa nay bắt rừng trà mà nó cũng thấp thôi các bạn ơi. Nhưng mà nhiều tổ thì cũng bắt hơi phê đấy. Rồi, mình tiến hành đi tiếp nhé. Đây các bạn ơi, trên cái trà này mình có một tổ ong ruồi nhé các bạn. Mình sẽ hay lên bắt các bạn. Rồi. Wow, mặt quá. Tuyệt vời chứ, là tuyệt vời đúng không ạ?
mình tiến hành đi xuống nhé các bạn. Quá trình bắt trên cây các bạn ơi, mình bị lem nó ít mật rồi, mật thì khá tuyệt vời các bạn. Bên này thì phấn ít nhé các bạn, khu này phấn ít hơn khu hồi trước mình bắt nhé các bạn. Rồi mình tiến hành lấy mật đi tiếp nhé các bạn. Phát hiện một tổ ong ruồi các bạn, tổ nó còn nhỏ. Làm dưới để ngọn cái điều đó các bạn. Đây các bạn, mình lấy được tổ ong rồi nha các bạn. Mật bít nắp hết luôn, khá là tuyệt vời nha. Rồi mình tiến hành đi xuống lấy mật rồi đi tiếp các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, trên này mình có một tổ ong ruồi đấy này. Đó, nằm ở trên đỉnh ngọn cái điều đấy nha các bạn. Giờ mình tiến hành mình lên lấy đây, tổ này khá là to á. Và nó nằm con cây cũng khá là cao. Tổ VIP ghê các bạn ạ. Để lấy được nó cũng một thử thách khá lớn ạ. Để tiếp cận được tổ ong các bạn. Tổ ong này khá là treo leo các bạn. Mệt rồi các bạn, nằm ở cái lồng dây này thì không nào tránh khỏi. Wow, trời ơi cái toàn các bạn. Quá là VIP vậy, nhưng mà sự va chạm mật của mình khá là lớn rồi.
để cho tọa là khá là vất vả các bạn ạ, không dễ một chút nào nha. Thổ nặng quá. Ở ngoài nắng các bạn, nó không khủng khiếp luôn ạ. Mật thì khá tuyệt vời rồi, mật thì không treo được nhé các bạn. Mình xuống nữa, cây nó treo leo quá. Lấy được tọa rồi trên cây khô này không hề dễ nha các bạn. Mình xuống gần tới gốc mà ong vẫn bâu đó các bạn. Con chuối nhiều tổ nó cũng khủng khiếp lắm nhé các bạn. Nhiều tổ nó hung lắm á, chứ không giỡn với nó được. Đây các bạn ơi, tọa ong mình nhà lấy xuống đây rồi. Tổ là khổng lồ các bạn ơi, cụ mật khủng khiếp luôn á. Mà quá trình mình lấy á, nó bị va chạm vào mấy cây các bạn, nó quẹt mất ít mật thôi. Cụ mật thì khá là tuyệt vời. Rồi, mình tiến hành mình lấy mật rồi các bạn cùng mình đi tiếp nhé. Đây các bạn ơi, trên này mình thấy một tổ nữa này. Trên cái điều đôi nhất quả. Đó. Này tổ đấy cũng khá cao các bạn. Mình quay thì các bạn chắc xem cũng không được rõ lắm. Rồi để mình tiến hành mình lên quay sát cho các bạn xem rõ hơn nhé. Đây các bạn này. Mình để lên gần tổ ong. Tổ khá tuyệt vời quá ạ. Pip Pro đúng không ạ? Dọn bớt ra. Khá là biết các bạn.
Ôi nặng các bạn ơi. Wow. Bịp nắp lên hết rồi các bạn ơi. Bắt mấy tổ này nó phê. Phê quá các bạn ơi. Chị mật mất rồi các bạn ơi. Quá wow, mật. Trời nó. Nặng quá các bạn ơi. Chị mật tèm lem rồi. Rồi, mất đi mỡ mật các bạn ơi. Trời ơi, của mật. Mật đá quá các bạn ơi. Kít lỗ luôn. Để mình tiến hành đi xuống nhé các bạn. Có tổ nặng quá. Mật nó chảy mới một ít các bạn. Mình tiến hành đi xuống đã. Rồi mình quay cho các bạn xem tổ ong nhé. Mình lấy tổ ong lớt rồi. Cụ mật các bạn. Quá phê rồi các bạn. Nhưng cái tổ mà nằm trên cây cao nha các bạn, mình một mình lấy thì cũng hơi vất vả một xíu. Tại vì nó phải leo trèo nữa. Nó không dễ như mình bắt mấy cái tổ dưới lùm thấp nha các bạn. Có gì mình quay, nếu mà các bạn xem không được rõ nét thì thông cảm mình nhá. Rồi mình tiến hành lấy mật rồi đi tiếp nha các bạn. Đây các bạn ơi, mình đi tìm ong phát hiện được một ổ sâm u linh các bạn ơi. Sâm trong lòng đất nha các bạn. Rồi lấy cái đấy mình ngâm đi. Đó, mình những củ trong đây các bạn ơi. Này là gọi là sâm u linh nhá, cứng không? Được này, được này. Cứ đào đi anh. Mềm. Không, cái này mình mềm bỏ. Mềm bỏ hả? Đây này các bạn ơi, phôi mà quá trời đất. Sao mà nó lên sớm dữ à? Này các bạn ơi, phôi này phôi sâm u linh nha. Mềm nó hư rồi hả? Mềm nó hư. Ừ. Rồi, cua được này, cua hạt rồi. Hạt rồi. Làm. Để lên đất đi. Đào bên này thử coi. Quá wow, quá trời luôn các bạn. Này nó gọi là sâm u linh nha các bạn. Đào bên này thử anh Tân, bên đây này. Sâm này nó gọi là sâm gì, sâm bổ dưỡng nằm trong lòng đất rồi. Tao nó còn nếu mà nó có cục ấy đúng không, cục cái củ đấy đào rộng ra, đào rộng dưới này ra này để khi nó nằm bạt ngàn luôn chứ đấy, chụp gì đấy là củ đấy. Đưa cái dao ra xem nào. Được. Đó, củ này. Tổ củ này ngon này. Đây các bạn ơi. Sâm trong lòng đất đây. Phôi quá trời. Mình hát hết đi bây giờ. Hả? Đừng mà hát hết được đúng không? Ủa đây nè. Nó chắc hết đi luôn quá. Cứ không? Chốt nè. Đây. Đó. Đó. Cái này nó mọc năm ngoái thì luôn này chứ. Không phải năm nay nữa đâu. Từ từ cái tay của anh còn sai chung đó. Tay còn xài nhiều vì quan trọng. Đó, chụp vào. Ui, trong này có chơi.
không? Mình thục rửa tọt qua cái trái này mất rồi. Ta được cái nó chắc đau cả chân cả tay kia kìa. Mà anh ra anh đào thử cái phôi dưới kia. Đâu? Ủa, to các bạn ơi. Quá trời không? Cái này mà mình ngâm rượu, mình ngâm mấy muối chúa các bạn ơi. Ông uống bà khen. Ông uống bà khen mà. Dòng này là hơi bị quý hiếm các bạn ơi. Khá nhiều không? Bục mạnh không? Tại như này không lấy được hết đâu, là bị bỏ sót liền. Cuốc thì tao tháo bình nhúa chúa đi. Này, cái phôi như này nè. Phôi nó này các bạn ơi. À trời. Đây là gọi là vàng trong lòng đất á. Đây. Vàng trong lòng đất các bạn ơi. Năm nay nó lên sớm ghê luôn á. Mà năm mà tầm này chưa có mà năm nay đã có rồi. Anh em đi đào đi tìm ong mà nếu mà thấy cái dòng này là đào về bán được nhé các bạn. Dòng này nó thu mua cũng triệu mấy một ký á. Thế là người thu mua đấy các bạn ơi. Còn những người tiêu dùng chắc đến tay người tiêu dùng chắc còn mười mấy triệu. Hai củ từ đấy đóng đóng được bạn. À rồi. Đào lên cái mô đây xem nào. Cái mô này có á. Mô này có bọng trong á. Ủa chứ em đào một ổ mà khi mấy luôn mà. Ghê thật đấy chứ. Ghê à. Ấy, đá các bạn ơi. Đào mạnh chỗ này thế nào? Đào mạnh chỗ này có bọng nữa đó. Hồi đi đào mấy chúa kia đấy, mấy chúa kia có mà làm nó lên sớm kia đó, nó bọng lên sớm nữa. Đó kìa, chưa đụng đắng, để hư rồi. Đó nó lên, phôi nó còn mới mà sao nó hư dữ thôi. Kìa có củ nó kia kìa. Nằm trong lòng đất luôn. Mềm lắm rồi. Củ những củ mềm là nó bị hư các bạn ơi, xốp rồi. Còn những củ mà bóp vào nó cứng là được. Rồi là hết giá trị lợi dụng quá hả? Ừ. Những củ cứng là nó tươi á. Tốt. Hơn mấy củ khô rồi. Hư rồi sao? Mạnh rồi đấy sao? Đó, chụp vào. Ôi đây này. Củ này còn được, xài được. Đây, như cái củ này hư rồi các bạn ơi. Đó. Đúng rồi, quá chừng. Đây đây, nó đào trong lòng đất nó nằm đây các bạn ơi. Đó, nó nằm bên thui này. Đó. Để dưới này. Còn cứng là sử dụng được nhất các bạn. Còn dưới còn không? Ở đây đây này. Đó, đây. Quá trời đấy, khi quá trời chứ. Trời ơi, cái đầy đó mà cũng là nhỏ. Có nhiều cái phôi nó rất chìa là sâu đây này.
Đây là trong cái bọng con mối á. À. Này, cái cùi nó bị hư rồi các bạn ơi. Bóp xốp này là nó hư rồi. Đây các bạn ơi, trong nằm trong lòng đất đây. Đó. Củ các bạn ơi. Đủ củ được nhắc à? Đó, hai củ. Cứ không? Ừ. Đây các bạn ơi. Mình đào sơ sơ ra cũng được còn mớ sâm mù linh nhé các bạn. Sâm này nhiều người săn lùng lắm nhé các bạn. Nhưng mà cũng nhiều người là không biết cây này là cái gì đó nhá. Nhiều người ta đào lên là người ta không biết, người ta bỏ. Cái này là mấy cái người về sâm đó các bạn. Phi lùng dữ lắm á. Các bạn thấy thì đào về về bán nha. Thôi. Bắt đầu cho vào trong làn đi. Lấy lộc người ta ở nhà chơi với anh em mình đi kiếm ăn thế mẹ luôn các bạn ơi. Rồi. Rồi video của anh em mình hôm nay sang biển đến đây xin tạm dừng nhé các bạn. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho mình nha. Rồi, mình xin chào tạm biệt các bạn nhé.